hai nhà rong xuống lên chỗ tù à nếu mà một tala lại giờ chị cứ mua vô to ở nhà không nhớ đồ hồ à TJ Maxx à chị cứ xa cho là show đó đi nè quý ấy thế này cũng chị nhà vô cho nãy có bộ kỳ kỳ nó đồ hồ cứ xa để thôi vô vô nãy có bộ kỳ kỳ nó chị như thế bên nhà vô nhìn xa em nãy có bộ chết tài liệu xin lại nhỏ chị giờ thì vô cho nãy có bộ kỳ kỳ này chị vô H tàu lúc chết tài liệu nó vô nè còn là bây giờ cũng cho cái xa xa còn nói như có preference á chị nhớ này dù sẽ dùng như từ họ này trong cái chat á từ khi cô mà cô như họ này cô xã ấy nãy có bộ chế tài liệu có phí chị kinh giờ liên lạc này chị cũng chi nhỉ ấy cho nãy có bộ cái kỳ cô cho giờ cho nên nãy có bộ ấy nhớ tàu tàu DD là giờ thì Forever 21 TJ Maxx lo là giờ thì tàu Ross xin đó ha cho nên hiện lúc nãy có bộ ấy dù ấy tàu sẽ chị cũng yên ở hai satisfied lấy hai tiền số xe đó nè chị nên mua thuộc mua to lúc đó là TJ Maxx hay ở chị cũng bỏ ý lúc nãy có bỏ to chị cũng chia cô của đó là cũng chia ở hai chị xả lấy chị vô lấy xe này ở đâu có cũng nhiệt trong hơn á chị nói thế thôi rồi cô lúc này cô vô lúc nãy có bỏ cái kỹ đó cô tôi khen xem quý chị tôi vô ý à lấy hai đấy lúc nãy có bỏ cái kỹ rồi đó so I bought this at TJ Maxx yesterday chị thuộc một bộ luôn hai cái bộ này rồi chị cũng chinh cô của kia right away á chị xả lấy chị vô xem á chị lúc nãy cái bộ nó này như lon này Michael Kors á chị lúc bé nó nọ tung cái tia đợt lúc nãy cái bộ nó là chị là mua nhất đồ hỗ trợ ta la lo là như thế cho mỏ nó chị là mua do bé của chị cho gì đó láo thì chị vì tiền nhớ cho hỗ TJ Maxx cũng vô nữa là chị tung cái ít bộ này của chỗ đó là nào nó khác các bạn nói chị nó mua cơm cà tô ly nó ấy thì cái này giờ chị dùng cà tô ly nó lấy hai tia cho sáu mua cho lùa cho strap nó chị có mua ấy nó giờ ấy em mua cho lùa cho là khổ nó chị nó mua áo khổ như là nó này tôi có đai cho lùa thôi cũng bỏ nó này vậy cũng nhẹ vì tiền nếu mua cho mua bài nó bao nhiêu là nó này chị chấm bông bài nó chỉ là mỗi design tôi giống cô hình á là she leather nó design thế chị ta linh đó nhờ là mỗi metal gold cho là ôi chấm bông bài là nó đồ họ tấm bông bài nó cũng nhẹ tấm bông bài nó cho họ là ôi họ lining nó cho wings á ấy là she gold là ôi thế là mua lũ số số như là nó ha lũ loa như là nó and then chấm bông bài là nó nếu họ nếu stand out thì nó nè stand out chị thuộc cái bộ nó cái bộ nó chị cũng chơi vô cái sai 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 chị chỉ xả lấy chị vô cái sao the hộp cái chị nên trong lấy nó hoặc lúc đó cổ chị nên trong lấy nó nhỏ hộ nó nói cái bộ chị nên trong lấy nó đó ok chị nên mua cho xíu xíu nữa nó tôi yêu xíu nữa nhỏ chị cũng bỏ vô cái chơi nhẹ hay á chị cũng chơi vô lấy á nó giờ tôi thấy cho cô vô lúc nãy cái bộ cái kia đó cô tôi khen sao cô nhìn chị tôi vô lúc nãy cái bộ là giờ để lúc branding first đầu cô tôi khen cái gì đó this is my first time only chị ta lên đó thôi cô nhớ hộ chị cũng bỏ lúc nãy miền thái là thế này rồi chị cũng bỏ lúc nãy là chị cũng chơi theo ô lúc nãy nó nửa trong tôi già đó nếu mẹ mẹ của cái nó mất từ xưa như là nó tôi có cho nhẹ đó lúc nãy là mà tôi cũng vô nó vì tiền nên cái ít sao chị tự đó tung cây ta TJ Maxx là mua như là nâng gốc lỗ và lá cho cho chỗ thì chị tung cây thế tía ấy nhớ cho tỏ Michael Kors nó chỉ là mua cho cho gì đó lá khỏi có nhìn nhận lúc nãy các bộ nó chị cũng thứ hai tiền đi hết cho chị tặng này rồi chị thổ có gì mà uống muốn nó chị có muốn share cái đồ nó có lúc đồ nè ý là ít sắp đồ nè có muốn share cái nó có lúc đồ nè chị có gì thấu nhé á chị có chơi xíu cái mà nó chị có chơi thấu nhé chị muốn đồ là sự ta linh đó đó ô đó có ớt sắt tay như free nãy giờ chỉ có vô có ớt sắt tay nó có ô tô đó chỉ à vô cho một xíu rồi giảm mốc không là mỗi dùng gì đó có là khỏi có lúc nãy có bộ nhớ cái này có lúc đồ nữa họ nói là chị cứ bỏ khỏi idea là chị cứ thế thế ya họ nói hơi khỏi idea trong việc tiền thầu có một ghi tế chờ nãy giờ chị phần đó là chị biết cho muốn gì biết phí gì cho nên nãy có bộ là mua tao ta lại kinh cho nên mong hỏi ấy cho nên đu đu ấy cho nhẹ nhẹ được ấy cho mong là phi sinh là lúc đó này giờ chị thổ cũng một thái tế trong tà lò nó chị cũng
chỉ bỏ lúc nói vậy đó ta là nói vậy chị nếu họ cũng muốn đó thì chị mắc sẽ có bỏ lúc nói chị cũng thấy tiền lúc nói đã tỏ phía phía rồi thôi nhưng mà lý hại nhưng mà amusement park lâu rồi như thế tiền nhưng mà khi thấy chân này thấy tao muốn như chuyện như chuyện này như đồ này tôi sáng thấy như chỉ tao như chuyện như vậy thì như tao tao này vậy thì như chuyện thì tao như tí xa thì hôm nay cái khoa idea của bọn á chị cũng thấy yes this is what I'm looking for because new chị họ ít cho ấy bảo lý cho nhau có triple A nó được hỏi tại sao mà lớn mới cho bảo ấy có mua lớn mới cho chị tới nhau hôm nay họ zip bảo nhau hôm nay này cái sự ấy có mà cho nhau được hỏi nó thì chị thấu câu nhưng mà có thấu có chuyện nhẹ nhõm nhõm vì tiền cho chị tới nên chị lo lo này nên mẹ mẹ chị có tàu mà mạnh chị có chuyện nhẹ được hỏi chị thấu có thấu lo có chuyện nhẹ này tư dự tả nó họ có nói là chị có chuyện nhiên thì chuyện nhỏ tôi sống có thể chỉ tại nó có cho lại có cho passport nó có nó vậy có thể ấy tốn nó có tài liệu nè chị không nói vậy khỏi ấy chỉ gì ấy cũng bỏ nè chị có thể thấy yes this is what I'm looking for at TJ Maxx lúc nào lúc gì đó họ họ nó mua gì xe thế là mua gì áo thế nè từ khi lúc gì áo thế lúc gì xe này chị lúc nào có bỏ nhiều đá rồi nó họ lúc đó là chị lúc nào có bỏ nên mấy giờ này ạ chị cô bỏ cho cô thấy tiền yes I need this so cô thấy yo để sẽ thuộc từ cho bốn mươi nuôi rồi tôi ra các muốn khi tới chợ đồ nó thì sẽ cho một xí này ạ chị anh đã nói yo ở nhà không ấy cô muốn yo to TJ Maxx nữa hóa cô xả cho là show đó nè là tiền đi bỏ nó ấy nè nhỉ nó là muốn yo to TJ Maxx lấy mua phụ huynh sẽ là chỉ một kỳ thì nhớ tôi tò mò bị tiền thảo luận mỗi chỗ không nói cho một số tò mò chị là mua chỉ tài giỏi chị là mà mua sư là tôi tò lúc TJ Maxx sẽ có TJ Maxx bấm bấm một đôi lần á chị thảo luận mua cho bỏ đôi tò TJ Maxx chị là mua tụng đi cho cái còn lại sau kỳ kỳ lý tụng đi là mua tò mò nè so these are the two items that I bought at TJ Maxx chị yêu sẽ chị chỉ tôi xả ra chị đi nè It was such a shoulder knee. I just bought it because it was something that I just really like. And this is it. This wraps up my video. And bye.